Mình vừa nghe một đoạn nhạc qua chức năng giải mã Optical. Em xin giới thiệu, đây là thớt MD Sony MDS-E55. Thớt MD này có chức năng duy nhất là dùng giải mã DC kết nối Max TV qua tín hiệu quang. Giải mã không cần mồi, chỉ cần mình gạt cái nút đây nè, gạt cái nút về Digitas và nhấn cái nút Red chỗ này, thì trên màn hình nó sẽ hiện lên chữ DAC và nó sẽ nhảy cái đèn LED ray. Thì em cho nhạc lên mình sẽ thấy LED ray nó nhảy nha. Đây, khi cho nhạc lên thì LED ray nó nhảy là lúc này giải mã Optical OK. Đây là dòng giải mã phòng thu cho chất lượng âm thanh cực kỳ chuẩn. Mình có thể dùng giải mã qua Optical kết nối Max TV để nghe nhạc, để karaoke, cải thiện chất lượng âm thanh. Size rất to nha, chiều ngang của nó là 43 cm, nếu mình đo cái lòng trong này, còn mình đo luôn hai cái cản hai bên này là ra 48 cm, hậu sâu 26 cm và chiều cao là 8.5 cm. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Chức năng MD lỗi nha, MD không đọc. Bây giờ em quay mặt sau cho mình tham khảo. Ở phía sau này thì nó có ngọn optical in và out luôn, nên mình có thể kết nối vào và ra được. Chỗ này thì để mình kết nối dây AV giữa âm ly và thớt MD này nha. Lưu ý giúp em, thớt MD là dùng giải mã tín hiệu, nó không có nhiệm vụ ga lo ra tiếng. Nhiệm vụ ga lo ra tiếng là ở trên âm ly nhà mình, nên mình cần có bộ dàn nghe nhạc gồm có lo và âm ly, sau đó mình kết nối thêm thớt MD này để giải mã cho tín hiệu từ Max TV ra trong hơn, hay hơn, chuẩn hơn, chất lượng hơn, và dùng nghe nhạc mạng, nhạc số hoặc là karaoke. Em xin nhắc lại, đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Nãy giờ mình nghe một đoạn nhạc remix sôi động, bây giờ em sẽ test nhạc vàng cho mình tham khảo nha. Sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình giang dở, đời người em đang mượn cặp lo chung của đi đâu để nén cái thân em ở đây này. Lo chung nào em nhận có tình duyên chắc chưa, tình đẹp là tình bơ phơ chờ người đến bao giờ. Chung thủy mua hàng thì liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo vẫn là số này. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của thớt MD này qua Zalo cho anh các anh tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em sẽ hàng toàn quốc qua bưu điện, ship code thì cộng giúp em 500.000 nhãn hàng, thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu mình chuyển đủ 100% em sẽ bao luôn ship cho mình, tức là mình nhận hàng sẽ không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào nữa. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Mua hàng hay là cần tư vấn hay là cần xem hình ảnh của cái thớt này thì cứ vào Zalo 0931008099 để em tư vấn.